Rồi, ghế phía trước rồi, bên trái. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh. À, mời anh giới thiệu trước về thông tin cá nhân của anh ạ. Rồi, chào chương trình, chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Mình tên là Huỳnh Thái Xanh, quê quán ở Bình Định. Dạ. Nghề nghiệp của mình là lái xe. Năm nay mình 45 tuổi. Là sinh năm bao nhiêu anh? Năm 1975. Hiện tại ở Bình Định luôn? Dạ, đang ở Bình Định. Anh làm lái xe là lái xe gì anh? Mình chạy xe khách từ Bình Định đến thành phố Hồ Chí Minh. Và bao lâu thì đi một chuyến như vậy? 2 ngày 1 chuyến. 2 ngày đi 1 chuyến, mấy tiếng anh? 12 tiếng. Cứ một ngày chạy, một ngày mình nghỉ, ngày chạy, ngày nghỉ. Ngày chạy, ngày nghỉ. Còn em thì mình ở đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn nam bên đó. Em tên Thùy Trang và em sinh năm 82. Em làm tóc ở Đồng Nai. Hiện tại là Đồng Nai khúc nào em? Dạ, ở ngay vòng xoay Tam Hiệp ạ. Bây giờ trước tiên là về khoảng cách địa lý rồi về công việc. Em làm tóc thì là cũng mình tự do đúng không? Dạ. Thời gian mình cũng sắp xếp được. Làm dạ. Nghề này lâu chưa? Dạ, em làm từ thời con gái rồi chị. Hồi xưa em biết chị không? Chị cũng làm ở Biên Hòa, chị cũng có tiệm tóc ở Biên Hòa. Thế, chị cũng mở tiệm ở chỗ Cầu Gành đó. Dạ. Hay lên Tam Hiệp chơi. Bây giờ địa lý khoảng cách nó xa như vậy rồi, đặc thù công việc của anh như vậy thì anh có ngại gì không? Mà anh đi xe có chạy ngang đó không? Nói chung ngày nào cũng đi qua lại. Ngày nào cũng qua lại. Qua lại thôi chứ không có cơ hội dừng lại anh ạ. Chưa có cơ hội dừng lại, dạ. Dừng lại chứ qua là khó thôi. Dạ, thế bây giờ anh nghĩ nếu mà hẹn hò với cái mối lương duyên này thì anh định như thế nào? Không có gì khó khăn cả. Không có gì khó khăn? Xếp xếp theo công việc hay là tạo điều kiện nơi nào đó làm ăn được. Dạ. Không có gì hết. Thế là điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình thì sống cũng hồ bác hòa đồng cho dễ. Hơi gân cái chứ là hơi nóng tính chút xíu. Rồi tài xế lái xe mà hơi nóng tính sao được, phải rất đồng tính mới được. Nhưng mà mình làm cho hoạt động thì với khách quan thì mình không bao giờ. Dạ. Anh là lái chính luôn hay là sao anh? Lái chính. Là mình đi về đi xa phải có phụ lái chứ hả? Không, thì có hai tài. Có hai tài. Đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu là dễ tin người, hay khóc, nói thẳng lắm, nói thật. Chị hỏi thiệt là bây giờ thấy cái hoàn cảnh và công việc của bạn trai nó cũng hơi xa mà công việc thì có vẻ cũng hơi bận rộn như vậy thì em có suy nghĩ gì không? Để coi sắp xếp thời gian của ảnh coi như thế nào. Nói chung là điều kiện thì đi xe nhưng mà mình chạy ban đêm, còn ban ngày thì cũng có một ngày ở Sài Gòn là một ngày ở Bình Định. Thời gian nếu mà sắp xếp bạn gái ta rảnh thì mình cũng đến thêm. Rồi anh đi vậy rồi sức khỏe đâu anh chạy xe, ban ngày ở Sài Gòn anh phải ngủ nghỉ chứ. Chẳng lẽ ban ngày Sài Gòn anh chạy xuống dưới Tam Hiệp? Tối đó mình chạy mình cũng vẫn ngủ được 4 tiếng rồi. Thôi thì nếu mà có tình động lực tình yêu thì cố gắng ha, rồi từ từ sắp xếp thương lượng chứ giờ cũng chị cũng đâu biết nói như thế nào. Anh chạy công việc được 10 mấy năm là một công việc rất là ổn định rồi. Nhưng dạ. Mà... chung là công việc thì mình cũng ổn định. Nhưng nếu mà đến với nhau thì bạn gái có chịu về Bình Định ở không? Dạ để coi chưa tính. Chưa dễ hỏi câu đó khó trả lời quá. Phải có coi trả lời à? Dạ phải coi coi tình yêu nó đủ lớn hay không. Phải nhìn mặt coi có cảm xúc hay không nữa. Đúng dạ. Không ạ? Rồi về tình trường thì sao? Ngồi tình trường à? Thì mình đã ly hôn lấy vợ một lần. Dạ. Rồi ly hôn đây 4 năm rồi. Anh có mấy cháu rồi ạ? Chưa có cháu nào. Hồi đó nói chung là bà xã mình về một năm sau thì cũng có con nhưng mà bị hư thai á, bị trục trặc không sinh được nữa. Dạ, nhưng mà lấy nhau được mấy năm ạ? Gần 16, 17 năm rồi. Thế tại sao được tới 16, 17 năm mà chia tay ạ? Thì nói chung là mình nghĩ là duyên nợ chắc nó còn hết. Mình không thế có con. Thế là có phải vì không có con được nữa không? Đúng rồi, thì nói chung là đúng cái chuyện đó. Rồi, thế còn em thì sao ạ? Em có một bé trai. Em với ông xã em cũng đã không sống với nhau, đã ly dị được 2 năm nay rồi. Tại giờ bé thì đang ở với em thì cuộc sống hai mẹ con nương tựa với nhau cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không có hợp. Lại con nó còn nhỏ quá, lại cuộc sống hai mẹ con cũng còn đang để mà lo cho cháu ăn học. Giờ mình ở được bao lâu ạ? Dạ được 7 năm ạ. Rồi lý do sao chia tay? Vợ chồng không có lắng nghe, rồi những cái mà bất đồng quan điểm. Rồi bây giờ là chị với anh còn liên lạc với nhau không? Dạ bé thì đi học, thỉnh thoảng đi xuống để thăm bé. Ở gần đó không chị? Thành phố Biên Hòa khoảng 10 cây á. Rồi bây giờ anh đã có gia đình mới chưa? Dạ chưa. Hiện tại là anh đang sống với ai? Đang sống ở với mẹ. Nói chung mẹ cũng già rồi, cũng có lập bạch, không có làm gì được nhiều. Thì mình hai mẹ con cứ hủ hỉ với nhau vậy mà. Nói chung mình cũng đi luôn ngoài đường, ít về nhà lắm. Rồi em hiểu hoàn cảnh hai của mình cũng tương đối là giống nhau như vậy ha. Anh muốn tìm một người như thế nào ạ? Muốn tìm một người mẫu gì gia đình, biết thương yêu gia đình, sống sao thuận hòa giữa cha mẹ, cứ trên giường dưới. Dạ. Về ngoại hình anh có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì mẫu hình giống như cái tường là đủ rồi. Trời ơi, giống em mà đủ rồi, giống em thì kiếm không ra đâu anh. Khi mà nghe hoàn cảnh của bạn gái bên này thì cũng có một con riêng đang sống như vậy thì anh có suy nghĩ gì, anh có ngại không? Không có gì phải ngại.
Em nghe nói tài xế này có nhiều bồ lắm, có đúng vậy không? Cũng tùy theo người thôi. Đâu phải ai cũng nhiều bồ hết. Đôi khi không có duyên là sao có được. Thế còn mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Vui vẻ, biết hòa đồng, trên dưới biết gia đình hai bên. Dễ à, cũng không có gì gọi là cầu kỳ. Có ngoại hình có yêu cầu tiêu chuẩn gì không? Cao, thấp, mập, ốm hay là có những cái yêu cầu không có thích gì ở người bạn trai nào không? Cao cũng vừa thôi, cũng đừng có mập quá, đừng có ốm quá. Tóc ở trên nó cũng hơi có chứ đừng có ít quá. Rồi đây em kiếm thử coi có anh nào vừa mắt hay không. Chị nhìn vậy chị còn chưa tìm thấy đó, cho anh chọn năm cô tiên đó, anh chọn đi. Chị cứ thường chọn giùm em đi. Không, em chọn không có được, của anh tự chọn đi. Anh này, ủa tại sao chọn anh đó, có lý do gì không? Em chỉ đoán như vậy. Anh đoán dựa trên cái cơ sở nào? Cái gì, giọng nói? Em nghĩ cũng tầm tầm với lại chuẩn chuẩn giọng nói vậy thôi. Dạ. Chờ kết quả sổ số. Mình nghĩ là áo xanh. Áo xanh. Rồi, bây giờ xin mời hai anh chị chúng ta sẽ nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem là cái sự phỏng đoán của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ, anh chị trao đổi với nhau đi à, chứ em cũng không biết phải cô áo xanh nữa không vậy? Em phải cô áo xanh không em? Dạ, em áo xanh đúng rồi. Xanh hả? Dạ. Không có gì. Chúc mừng anh. Anh là áo cam rồi. Anh là áo cam đúng không ạ? Áo đỏ, đỏ đô à. Đúng rồi. Dạ. Mình sai rồi ha. Sai chắc bị phạt quá à. Anh nhìn anh gọn quá. Anh gọn quá hả? Dạ. Ờ, trong cái hình này có vẻ hơi có bụng chút xíu đúng không? Dạ. Hồi đó cách đây 2 năm thì mình cỡ ký đó. À. Nhưng mà hôm nay mình phải giữa ký rồi. Dạ. Tặng quà đi anh. Tặng qua đây luôn. Lần đầu tiên gặp em không có gì. Anh có bộ hoa tặng em. Em cảm ơn anh nhiều. Là đây là cuốn sách con thấy em có ý nghĩa tặng em. Dạ. Em cảm ơn món quà của anh. Em cũng lần đầu tiên có món quà nhỏ bé để tặng cho anh. Cảm ơn em. Có suy nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế nào? Thấy bạn gái bên kia còn xinh. Có đủ động lực để mình kết nối chưa? Hơi chút rung động. Có nhận xét gì về anh này không? Tài xế mà đẹp trai quá. Oh, láng lẫy quá ha. Dạ. Cảm ơn em, bữa nay lần có lần đầu tiên em khen. Nhiều khi tao bữa nay tao tới hẹn hò, tao mới dậy. Dạ. Đúng không? Hẹn hò mấy mặc đồ đi thế vậy thôi, chứ còn bình thường không có nhìn như vậy đâu. Dạ. Thôi mai mốt cứ mình có bạn gái mình phải luôn luôn phát huy như vậy đi. Bây giờ Tường sẽ để dành cho anh chị một không gian riêng để hai anh chị có thể tìm hiểu nhau một chút xíu. Rồi Tường sẽ quay trở lại ha. Bây giờ mời hai anh chị thưởng thức. Wow, rất là nhiều món ha. Bánh khọt, bánh tôm Tây Hồ, bánh xèo và bánh ngọt với trái cây nữa. Bánh xèo vàng giòn đi cùng với các loại rau. Và bánh khọt thì có nhân cốt dừa, rất là béo ha. Bánh tôm giòn Tây Hồ thì giòn rụm cùng với những cái nước chấm chua ngọt rất là hấp dẫn. Mời anh chị cùng thưởng thức và trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Mời anh chị tự nhiên. Dạ, cảm ơn. Anh mời em dùng. Dạ, em mời anh. Em lần đầu tiên gặp mà em thấy anh là sao? Em thấy anh như thế nào? Cũng trẻ. Trẻ hả? Dạ. Em sinh năm 82 à? Dạ. Anh sanh nhà anh đông anh chị em không anh? Nhà mình có 6 anh chị em. Dạ, anh là... Mình là thứ 6. À, anh là thứ 6. Hai đứa em gái. Anh ở ngoài Bình Định đó, anh ở khúc nào vậy anh? Ở Phù Cát, Bình Định. Dạ. Mời em dùng. Em có ra Bình Định lần nào chưa? Em có ra một lần rồi. Em đi hàng mặt tử ở chỗ với lại cửa lò. Cửa lò là bạn em ở ngoài đó. Cửa lò là Người An hả? Không, ở ngoài Bình Định luôn á anh. Đúng rồi. Dạ. Có những dịp nào đó thì nếu mà được thì anh chỉ mời em ra Bình Định thêm quan những chỗ nơi khác nữa. Rồi anh vô đây rồi khoảng một ngày rồi qua ngày sau rồi anh lại ra ngoài chạy xe ngược ra ngoài đó nữa. Ví dụ như sáng này, sáng 4 giờ, cỡ 4-5 giờ thì anh tới bến xe. Dạ, 4-5 giờ sáng. Chiều cỡ 4 giờ anh ra lại. Dạ. Em ví dụ nếu như anh vào đây anh sống, anh lập nghiệp, có suy nghĩ như thế nào? Công việc làm ăn thì giờ mình còn trẻ hơn tuổi, còn làm ăn được. Dạ. Nếu mà công việc tạo điều kiện ở bên nào làm ăn cảm thấy phù hợp. Dạ, vậy anh có thể vào đây lập nghiệp được. Ra ngoài đó làm ăn tạo được gì, anh tạo điều kiện cho em làm ăn hay là mở tiệm làm tóc gì đó. Em làm được, em có lý do để sống không? Dạ. Bây giờ còn ở mình mẹ thì anh làm luôn, ở mẹ ở chung với anh luôn. Dạ. Mẹ nên anh đây cũng 75 tuổi rồi. Mẹ anh ở nhà nội trợ. Điều kiện người đó thì cũng không có gì khó khăn lắm. Em ở đó thì em ở đang ở với ai? Hai mẹ con em ở thôi.
Ở nhà riêng hả? Dạ, ở đó em muốn mặt bằng ở tầng nhà của mẹ em. Nếu mà có điều kiện quen nhau thì ở đây thì anh, nhưng mà anh xin đi xe vào đây thì nói chung là ra ngoài đó thì nếu tôi sẽ sắp lịch thì anh sẽ ra được, tạo điều kiện mình gặp nhau thì nếu mà thời gian em rảnh. Anh có gặp là chỉ có đi xe rồi vô trong đây gặp em thôi đúng không ạ? Thì nếu mà có nhân dịp nào đó hay là nọ thì anh đi vô này ở lại thì cũng chơi hay là công việc gì đó cũng bình thường. Anh làm như vậy thì có sắp xếp thời gian giống như là ngày nghỉ của mình một tháng có một ngày, hai ngày hay là xuống ca hay như thế nào không? Nói chung là công ty đây là công ty tư nhân cho nên mình sắp xếp, mình báo trước người ta là mình nghỉ được hết. Người ta sắp xếp tài chạy được hết, không sao hết. Dạ, anh có hỏi gì em đúng không? Và gì đó cũng được rồi, có nhân dịp nào thì mình nói trao đổi thêm hơn nữa, nhiều hơn. Dạ. Nếu mà trong đi ra lại qua vòng xoay chưa? À, ngay chỗ vòng xoay á, là từ ở chỗ em ở là đi ra vòng xoay khoảng 2 phút là tới. Nãy giờ ra ngoài suy nghĩ hoài luôn, có anh chị hẹn hò sao nè, nãy giờ mình có thống nhất được cái ngày hẹn nào, buổi hẹn nào chưa anh? Thời gian hẹn là rất ok, không có gì. Anh hẹn sao đâu, anh thiết lập buổi hẹn em nghe thử coi nó có hấp dẫn không nè. Thì mình nếu mà mình đã được hẹn hò với nhau rồi, quen đã tìm hiểu với nhau thì bạn gái ok, giờ đánh nào thì mình có ở trong này thì mình đi thôi, không sao. Là anh sẽ từ thành phố anh chạy xuống dưới Tam Hiệp. Đúng rồi, tại vì xe mà chạy ngang đó mà, có gì mình rớt xuống ở đó không được, không sao. Trời ơi, xe chạy ngang đó gì rớt. Mình dừng tới đó thôi, không có gì. Nãy giờ anh chị có bàn gì về hôn nhân, về gia đình, quan điểm về gia đình chưa? Thế như anh là anh chưa có con, chắc là anh vẫn mong muốn có một đứa con đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì nếu mà được với nhau thì mình cũng muốn có một đứa con để cho nó xây dựng hạnh phúc. Thế còn em thì nghĩ sao về chuyện sinh thêm con nữa? Em cũng vẫn có cái quan điểm là muốn sanh một bé nữa. Em có một cái ý nhỏ em hỏi. Em hỏi đi. Nếu anh chạy xe như thế này mà anh có cái suy nghĩ là anh phải đổi công việc khác hoặc là làm cái nào đó nó ổn định, tự vì theo như tài xế thì chỉ có độ khoảng 55 hay là dưới là mình không chạy nữa. Mình cũng muốn thay đổi công việc lắm, cũng không chạy xe đâu có phải là chạy hoài được. Dạ đúng rồi. Lớn tuổi rồi thì mình không chạy được nữa, thứ nhất là đường xa, mà thứ hai thì mình cũng có dự tính, ví dụ như sau ít năm nữa mình không chạy thì mình cũng, nếu mà không có việc gì khác ổn định thì mình mua một chiếc xe chạy taxi gần gần đó, hoạt động đám cưới dịch vụ rồi. Nó cũng là liên quan đến công việc lái xe, vì ảnh mười mấy năm nay ảnh chỉ có lái xe thôi, hiện tại là mới nghĩ như đó thôi. Còn em có cái hướng gì em khai phá, em khai sáng lên thì em hỗ trợ cho ảnh. Nếu mà có em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghĩ cũng được, không sao hết. Dạ. Rồi cứ tiếp vậy đi, mình phải tìm hiểu cho nó thoải mái, thẳng thắn đi. Nhưng mà giờ em làm tóc thì em tốt nhất cũng sắm một chiếc xe, còn có taxi mình chạy hoạt động dịch vụ của dâu luôn. Cũng tốt mà. Công việc của anh hiện tại bây giờ không ít thì nhiều, anh có thể lo cho mẹ con em hay không? Thì mình đã thật sự với nhau rồi thì cái chuyện giúp đỡ với nhau là chuyện bình thường thôi, không có gì. Tài chánh hiện bây giờ là anh hay là mẹ anh để là, mà là người quản lý. Dạ. Tài chánh anh hiện giờ anh làm thì anh giữ với mẹ anh không biết gì. Nhưng mà đàn ông không có vợ thì anh có giữ được tiền không? Anh có quản lý được tiền, anh có vốn không? Có chứ. Anh có tích lũy để tích lũy phần riêng của mình chứ không làm chẳng lẽ mình làm đồng nào mình tiêu đồng nấy rồi sau này già lấy gì mà dưỡng, đúng không? Hôm nay thì đến tham gia chương trình thì cùng với hai bên, hai anh chị đây thì còn có chị gái của anh đi theo. Thì em xin mời chị vào đây, em muốn hỏi ý kiến của chị chút xíu nha. Rồi, dạ em mời chị ạ. Dạ vào đây đi chị. Dạ dạ. Chào cái cường. Dạ trời ơi chị mặc phúc hậu quá. Thế nãy giờ chị ngồi chị có nghe câu chuyện của hai anh chị này không ạ? Cũng có nghe mà hai em với bạn gái nói nhỏ quá. Nói nhỏ quá. Thì chị thấy cặp đôi hôm nay như thế nào? Theo chị nhìn cái nhìn lần đầu thì thấy bạn gái dễ thương, hiền từ. Dạ. Dáng dấp đồ nói chung cũng xứng với em của chị. Dạ. Thế em hỏi thiệt chị là thấy trong gia đình mình là mình đang mong muốn điều gì cho anh đây? Thì em đó thì cũng một lần kết hôn rồi đổ vỡ. Thì giờ chị cũng muốn nửa đời còn lại, quãng đời còn lại em nó cũng tìm được chút hạnh phúc. Dạ. Cho nó có cái cuộc sống nửa đời còn lại cho nó vui vẻ trong gia đình. Dạ. Thế anh chị có hay, chị ở nhà mình với mấy anh chị khác thì có hay đôn đốc ảnh hay là có hối thúc có thì cũng muốn cho em nó có chứ, có tìm được một chút vợ để cho nó vui hủ hỷ bên nhau, cho tới em nó có sống ở mình ơn cũng tội nghiệp. Thì thấy mọi thứ thì em thấy về cái tổng quan bên ngoài thì cũng ok, nhưng cái vấn đề đang khó khăn của hai anh chị ở đây là
và cái khoảng cách nó hơi xa, và cái công việc của anh thì cũng đi suốt ngoài như vậy, thì nếu mà có vợ có con nó ổn định thì phụ nữ thường người ta cũng ngại, người ta không muốn chồng mình đi hoài, với lại lái xe đường xa thì nó cũng không, cũng có gì đâu. Vậy cái nghề tài xế bây giờ nó cũng khổ tâm rồi. Dạ. Chung là từng Bình Định vô thành phố rồi cái quay trở ra cũng có gì đâu. Dạ. Cũng có gì đáng ngại đâu. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi em sẽ cố gắng mai mối cho cặp đôi này. Cảm ơn chị. Đó là ý kiến của phía gia đình ha. Rồi bây giờ trong thời gian để anh chị suy nghĩ thêm thì mình chơi một trò chơi nho nhỏ ha, để anh chị hiểu nhau nhiều hơn. Mời chị bóc một lá trước. Mời Trang bóc lá trước. Rồi mình đọc lớn yêu cầu trong đó đi ạ. Bạn hãy chọn thực hiện một trong hai điều sau, thục dầu 10 cái, xin phép hôn lên má đối phương. Anh nghe không ạ? Có hai trường hợp để anh làm. Thục dầu cho chứng tỏ là sức khỏe tài xế đi. Tài xế ngồi hoài vậy thì anh yếu. Tài xế là anh suốt ngày là cứ ngồi trên ghế không à? Dạ, nó yếu chân lắm anh. Yếu lắm. Chân lắm. Thục dầu 10 cái cho tôi thấy mình khỏe. À, thục dầu đi anh. Mình cần chéo chân không? Trời ơi, chép chân hả ghê, tùy anh à, anh muốn lựa dữ quá. Muốn lựa dữ quá. 1 2 cái này chưa 3, có kéo chân kia nha. 4 5 giúp ảnh cho báo quyết nó lưu thông. 7 8 9 đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. 10 máu tốt, máu ô hả anh? Máu ô. Máu ô hả? Rồi, cảm ơn, mời anh à. Được chưa em? Dạ, sức được. Khỏe ổn định không? Khỏe. Khỏe ha. Rồi, mời anh. Bạn chú ý điểm gì về ngoại hình của đối phương trong lần gặp lần đầu tiên? Nói thiệt lòng nha. Thật lòng nha, đừng dối lòng nha. Là em á. Ủa bây giờ em hả? Em hồi nãy người ta thuộc em đó. Em bốc người ta thuộc dầu rồi, bây giờ người ta bốc em dạ, thì em đó. Nhìn ngoại hình của anh thì em thấy chuẩn, điềm đạm, thấy cũng chân thật. Em ấn tượng đó là em có xem nó vậy. Điểm nào đặc biệt nhất ở trong con người ảnh mà nó gây ấn tượng cho em nhất ở trong lần gặp đầu tiên? Sạch. Sạch. Trời ơi, nhìn mà biết sạch luôn hả? Sạch. Nhưng mà bị quà lại thấy bóng rồi. Ồ, bóng này rùi đậu vô là trời té luôn á. Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Mời hai bạn, hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Chọn hay không chọn cũng là quyền của anh chị. Nha. Sau 3 tiếng đếm của các tường, nếu đồng ý hẹn hò thì anh chị bấm mạnh, nếu không đồng ý thì anh chị có quyền lấy tay ra. 1. Cái sự mà phong độ đẹp trai trên thang điểm 10 thì em chấm ảnh mấy? Dạ, em chấm khoảng 8 hoặc 9. Trời ơi, em rộng tay quá. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em đã có lời khen, cảm ơn em. Nếu mà em có hướng gì hỗ trợ tốt thì anh ok. Lái xe là nghỉ cũng được, không sao hết. Dạ. 2 3 hết thời gian. Sao anh bấm chậm vậy? Là mình hơi suy nghĩ chút xíu. Ơi, còn sao Trang không bấm? Em thật sự em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Vì cái thứ nhất là anh ở xa. Với cái tìm hiểu thì nói thật sự em cũng không có tự vì công việc của anh. Mẹ con em cần là cần cái tình thương ấm áp. Vì em đã đổ vỡ vì cái không có tình thương ấm áp từ người chồng, người cha của con em. Và cái tình cảm mỗi khi mà em cần có một người đàn ông, em mệt mỏi và công việc của em cũng vậy nữa. Em cần có một người đàn ông ở bên cạnh em, dù bất cứ đi đâu em cũng rất là mong muốn có đôi có cặp. Rồi anh hiểu luôn. Em nói vậy anh hiểu cho em. Em không chê anh một gì hết, nhưng em nói như vậy anh hiểu. À, thật sự thì Tường cũng rất là tiếc. Nhưng mà Tường rất là đồng cảm với cái suy nghĩ của Trang em. Với thời buổi công nghệ mà mình cũng có thể hỗ trợ, mình gọi điện, mình liên lạc. Thôi thì xin thay mặt cho chương trình, Tường cũng hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ sớm tìm được một cái đối tượng nó phù hợp với mình về mọi thứ, về cái hoàn cảnh, để có thể cùng chia sẻ với anh chị trong cái cuộc sống. Thoải mái, tại vì tụi em đang nhìn thấy hình ảnh của mình rồi nè. Đầu tiên là mời chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Chị tên là Nguyễn Thị Quỳnh Trang, năm nay 53 tuổi, là sinh năm 71 á. Quê thì ở Bình Định, nhưng mà nhà thì có tại ở Bình Dương rồi. Hiện tại đang ở Bình Dương. Nhà là ở Bình Dương nhưng mà công việc hiện tại mình là làm gì chị? À quên, công việc hiện tại thì là nhân viên buồng phòng của công ty Bicamet Tokyo á. Làm
mình làm dọn buồng phòng ở ở chỗ đó thôi hay có nhiều địa điểm khác nhau? Đúng rồi, ở một chỗ đây. À, chị làm như vậy thì là cái thu nhập của mình thì như thế nào chị? Nói chung là tạm ổn. Tầm khoảng bao nhiêu á chị? 6,5 triệu một tháng. Rồi ok. Chị Trang là trước giờ mình đã từng lập gia đình chưa? À, chị đã có gia đình rồi, chị ly hôn được 13 năm rồi, 13 năm nay. Hiện tại đang sống với hai đứa con. Con thì nó cũng lớn hết rồi, một đứa gái thì đã có chồng, có cả chồng, còn thằng con trai thì sinh năm 2000. Hiện tại đang sống với ba mẹ con. À, đã ly hôn, nhưng mà cái lý do vì sao mà chị lại ly hôn? Cái này chuyện riêng gia đình chị mà. Nói chung là vợ chồng bất hòa ly hôn thôi. Là chị ly hôn cách đây bao lâu rồi? 13 năm rồi. À, trong 13 năm đó thì là chị có tìm hiểu ai khác không? Không. Nói chung là cũng có bạn bè trong nhóm chơi vậy thôi chứ cũng không tìm hiểu ra. Rồi chị nói một xíu về bản thân mình đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của chị như thế nào ha? Điểm mạnh của chị thì chăm ngoan, đại khái là sao ta, chu đáo, cẩn thận, rất là nghiêm túc trong công việc và nghiêm túc trong những mọi việc mình muốn làm gì đó đều là nguyên nghiêm túc và thật lòng, trung thực, tính chị rất là trung thực. Còn điểm yếu của chị thì tận tụy và hy sinh quá nhiều. Tận tụy và hy sinh cho gia đình là chủ yếu đúng không chị? Đúng, là cho gia đình và cho người thân là chủ yếu. Còn riêng bản thân mình thì không nghĩ đến, chưa bao giờ nghĩ đến riêng cho mình. Đến ngày hôm nay thật sự là mới cảm thấy là nhìn lại thì mọi thứ đã đạt xong hết rồi. Mình không còn cái gì gọi là để lo lắng quá nhiều nữa thì mình lúc mới 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 dành cho mình một chút thời gian. Là hiện tại là chị ở cùng với con mình ở dưới Bình Dương luôn hả? Đúng rồi. À, rồi ok, bây giờ chị mong muốn tìm kiếm một người như thế nào chị? Về ngoại hình nè, về tính cách, tuổi tác ha, những cái tiêu chí chị cứ đưa ra hết nha. Về ngoại hình thì chung là tươm tất gọn gàng một chút, lịch sự một chút, đừng có lề mề bê bối quá thì về. Nói chung cái đó chỉnh sửa cũng được, nhưng mà về chỉnh sửa thì hơi bị lâu, hơi bị bất đồng. Nên nói chung là cảm thấy là gọn gàng, người đàn ông biết gọn gàng, chỉnh tề một chút. Đó là ngoại hình. Còn tuổi tác thì có thể từ 65 trở lại, 70 trở lại cũng được. Chung là còn sức khỏe là ok, chị cũng không màng. Tại vì cái nhu cầu của chị hiện tại bây giờ là tìm một người để mà nương dựa tuổi già, nói chuyện tâm sự, ví dụ như cần với nhau những lúc trò chuyện rồi hai đứa cùng đi chơi, đi đây đi đó, chứ còn không có còn mà cái gì. Ví dụ như giờ con cái nó có vợ có chồng hết rồi, bây giờ mình một mình á thì nó cũng đơn độc quá, nó buồn quá. Bây giờ đi đâu cũng kẹt theo con thì thấy cho nó bất hòa, bất bất khó chịu cho nó, tội nghiệp. Nên là mình muốn có cái một cái người mà để luôn kề bên mình, để đi đâu cũng được, lúc nào cũng có một người vậy thôi. Rồi ok. Có yêu cầu là người này phải ở Bình Dương luôn không chị, hay là như thế nào? Thì nói chung là không, nếu được ở Bình Dương thì tốt, nhưng mà không á thì xa xa khoảng 200 km trở lại là được. Nói chung là dễ thuận tiện, dễ mà hai bên đến với nhau, chứ còn xa quá thì người ta cũng làm biếng lắm em, mà chị cũng làm biếng lắm. Nói chung là chị đi công việc cũng không không đành, mà người ta thì cũng chưa chắc là đã đến. Thì tầm tổ Vũng Tàu trở lại Bình Dương hoặc là đâu đó xung quanh vậy đó. Rồi ok. Cảm ơn chị Trang ha. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, nếu mà mình được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm ha, cũng như là có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Dạ rồi, cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn cái chương trình, bye bye. Ngồi ổn định giùm tụi em nè. Mời chị giới thiệu luôn cho em về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Chị, em là công ty, em tên là Nguyễn Thị Gặp, em quê ở Cà Mau chị.
Hiện tại bây giờ em đang làm công việc ở Bình Dương. Chị sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 83. À rồi, sinh năm 83. Rồi chị dám nói một xíu về bản thân mình đi. Là mình có những cái điểm yếu, điểm mạnh như thế nào ha? Dạ, điểm yếu em thì em dễ tin người đó. Ừ. Em hay nhiệt tình đỡ nhà toàn bị người khác phản lại thôi. Còn điểm mạnh em thích đi chơi, rồi đi chơi, đi du lịch. Chị là trước giờ mình đã lập gia đình chưa? Dạ, cách đây 16 năm em cũng có rồi. Tại em đang hội nhập đi thân cũng đi dị 16 năm nay à, em được hai bé. Rồi, lý do vì sao mà mình lại ly hôn chị? Tại hồi xưa thì vợ chồng chẳng có gì hết. Mà em ở tập gia đình ở ngoài Bắc á. Đây là anh ấy thì cũng tin tưởng, vợ chồng thì cũng tin tưởng, nhưng mà anh đưa anh có người khác, đây là anh kêu là ba mẹ con đưa trong này đi, rồi anh về ngoài đó anh bán nhà bán đất đi vô trong này, cuối cùng em càng đợi càng mất, càng đợi càng mất cho tới bây giờ luôn. Chỉ có nhiều đó thôi chứ vợ chồng chả tự cãi mà chả gì hết. Tại vì anh có người khác rồi, cho nên là anh dẫn người ta về ở với cùng nhà. À, coi như là ở trong đây là có ba mẹ con ở thôi. Rồi khi mà vào đây làm thì ở trong công ty này kia chị có tìm hiểu ai khác không? Em thì cũng có hai ba mối tình gì đó, nhưng mà chung là công ty thì quen 2 năm, nhưng mà gia đình anh không chịu em biết đạo trên chuối chị. Cũng chia tay mấy mối tình kia thì cũng toàn từ chối thôi. Cho nên em biết phát hiện ra được cái em không. Rồi vậy thì bây giờ chị gắm mong muốn tìm một người như thế nào chị? Về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền đồ nè. Dạ em thì cũng đơn giản. Sống thì cũng không có giàu sang như ta chị, em cũng làm công nhân thôi. Em chỉ người biết ho, làm ăn, người đẹp đẹp, biết có sự cầu tiến đấy chị. Rồi tuổi tác ở đâu, vùng miền ở đâu thì được chị? Tuổi tác sao cũng được, nói chung không quan trọng tuổi tác đâu chị, biết sao thương yêu em mà lo lắng cho em, cuộc sống cho em. Rồi nhỏ hơn tuổi mình vẫn được đúng không? Dạ không sao. Rồi đang ở Bình Dương hay ở Cà Mau hay ở đâu, hay ở vùng miền nào cũng được? Ở Bình Dương, hiện tại bây giờ em đang ở Bình Dương, còn anh ấy thì ở đâu cũng được, biết sao là người đó thật lòng em, biết nói chuyện là em chỉ cần người đàn ông chung thủy, về chiều cao thì trên tầm 1m7. Chị là cao mét nhiêu? Em cao 1m50. À, là bạn trai phải 1m7 hả? Rồi, ok, những cái này chỉ là tiêu chuẩn đầu tiên thôi ha. Nếu như mà có người phù hợp hoặc là mình được chọn vào vòng 2 á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết nha chị Gắm. Hôm nay dạ, chỉ là buổi kết đầu tiên thôi. Dạ rồi, cảm ơn chị ạ. Dạ, em chào chị ạ. Rồi. Cảm ơn chị nha. Rồi, chào em, chị là Uyên, biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì trong đây cũng có chị Nhung, biên tập nữa hai em ha. Thì trước mắt thì mình giới thiệu, mình có 5 phút giới thiệu về bản thân mình, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Mời em ha. Em muốn chị. Ừ, dạ, mời em đó. Dung, em sinh năm 1995, hiện tại thì em làm nhân viên ở một ban quản lý dự án ở tỉnh Bình Phước đó chị. Mình quản lý, mình qua quản lý dự án gì em? Dạ, hiện tại thì công ty của em xây trung tâm thương mại với lại những cái dãy nhà phố liền trong cái khu trung tâm thương mại đó chị. Thì em sẽ làm ở dự án. Rồi mình nói tiếp đi. Dạ chị có thể em cũng không biết là phải điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, rồi tình trường của mình ra làm sao. Dạ em điểm mạnh của em á là
là em là thuộc dạng người hiền lành, em là tốt bụng và tử tế, và em lại biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Nói chung là em cảm thấy là những cái việc mà một người phụ nữ bình thường làm được thì em sẽ làm được. À, những cái ưu điểm của em nói chung là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là em chỉ nhát gan và sợ ma thôi. À, trước giờ thì em đã quen em đã quen được 3 người, giống như là trong hồ sơ của em đã ghi đấy ạ. Thì là cái mối tình cuối cùng của em là cách đây là 3 năm á chị. Chị có nghe em nói mình kể chi mình kể chi tiết về cái mối tình 3 năm của mình đi. Quen bao lâu, lý do vì sao mình chia tay? À, cái mối tình cuối cùng của em là cách đây 3 năm, thì lúc đó là tụi em đang quen nhau là đã được 2 năm rồi. Thì tụi em cũng đang chuẩn bị là làm đám cưới, thì cái ngày hôm đó thì cái chuyện xảy ra bất ngờ, thì bạn đó đã gọi điện cho em nói là kiểu như có người thứ ba á chị. À, thì tụi em đã chia tay trong cái cuộc gọi ngày hôm đó luôn. Nói chung là chia tay bất ngờ, và từ thời điểm đó tới hôm nay là đã được 3 năm rồi. Rồi. Thì 3 năm nay mình có tìm hiểu thêm ai không Dung? Dạ, 3 năm nay thì em cũng có tìm hiểu một vài bạn. Nói chung là cũng có nhiều nhiều bạn cũng nhắn tin. Và ở ngoài cũng có, mà kiểu online cũng có. Nhưng mà em cũng chưa có mối tình chính thức nào. Em cũng chưa có hẹn hò với bạn nào cái khoảng thời gian 3 năm. Rồi thì bây giờ mình tham gia chương trình thì mình mong muốn điều gì? Hiện tại thì mong muốn là người phụ kết hôn luôn. Vậy mình nói về cái hình mẫu của mình đi. Mình có hình mẫu nào nhất định không? Rồi ngoại hình của người ta ra làm sao? Mình miêu tả giúp ha. Dạ, em mong muốn là sẽ có chiều cao một xíu, kiểu 1m68 trở lên á chị, 1m68, 69, 70 là được rồi ạ. Dạ. Thì kiểu như là sáng sủa một xíu, em nghĩ là một người thông minh, một người nói chuyện rõ ràng và nói chung là chính trực, nói chung là kiểu một người rõ ràng, đàng hoàng và thông minh, kiểu như là một người tử tế. Về ngoại hình thì như thế nào? Mình chia sẻ giùm về ngoại hình đi ha, cao ra làm dạ. Sao anh đó có cái điểm gì mà mình thu hút đó thì mình cứ chia sẻ giúp ha. Dạ, chiều cao thì như em nói là 1m68 trở lên ạ. Kiểu như da không quá đen là được, nói chung là da nên ngâm ngâm quá đen đó chị. Dạ rồi. Thì dạ không 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 em không muốn là em không muốn hói. Không hói. Nói chung là mặt mày sáng sủa ok là được. Nói chung là nhìn mặt có duyên tí, nhìn không có bị hầm hố, không có bị hung dữ. Về độ tuổi thì về độ tuổi thì sao? Dạ, độ tuổi thì em nghĩ là những cái độ tuổi mà hợp với em, ví dụ như là 91 hoặc là 94 á chị. 87 thì em sợ là hơi lớn tuổi một xíu. Mình cho mời chị, tụi chị một cái khoảng đi. Tại vì khi mà em hả giới hạn cái tuổi của giới tuổi lại thì là hả là em đã đánh mất đi cơ hội là có những người phù hợp với mình rồi. Thì mình cho một cái khoảng hoặc là tránh những cái tuổi nào đó ha. Dạ. Tránh tuổi dần với tuổi tỵ á chị. Tránh tuổi dần với tuổi tỵ. Dạ. Thì là từ khoảng từ 28 cho tới 30 33 là được ạ. Rồi. Dạ. Mình còn yêu cầu gì thêm nữa không? Dạ. Thì em về về bạn trai á thì em hy vọng là bạn sẽ có một cái thu nhập ổn định. Thu nhập bao nhiêu là ổn định? Mình cụ thể dạ, ha. Em nghĩ là thu nhập của em, thu nhập ổn định là em nghĩ là trên 20 một tháng, hoặc là nếu mà làm nghề tự do không có ổn định được cái thu nhập của mình á thì kiểu như là có thể có khả năng lo cho vợ con một cuộc sống ổn định là ok rồi chị ạ. Tại vì có nhiều ngành nghề không có lương ổn định theo tháng ạ. Rồi. Vậy thì ngành nghề nào mà em thấy là ổn định? Mình cho biết là mình thích cái ngành nghề nào luôn cũng được. Dạ. Ngành nghề thì kiểu kinh doanh tự do thì càng tốt á chị ạ. Không có gò bó
em không có gò bó thời gian, không phải công việc văn phòng, không phải công việc văn phòng. Nếu như mà kiểu như làm việc mà kiểu kinh doanh, kiểu như tự kinh doanh đó chị, thì ok ạ. Rồi. Mình còn cái gì để nói với chương trình nữa không bạn? Nói chung là em mong là chương trình sẽ tìm cho em được một người phù hợp và một người kiểu ok một xíu để em có thể ổn định, quen lâu dài và kiểu như là sẽ tiến tới hôn nhân được. Em rất là cảm ơn chương trình. Ừ, thì sẽ có vòng, nếu như mà tìm được người phù hợp và bạn được vào vòng 2 thì chương trình sẽ gọi lại cho bạn ha. Rồi, cảm ơn bạn đã tham gia buổi cách.